Và bây giờ thì tôi sẽ mở cho các bạn xem cái hộp của con Vava 2 kênh này như thế nào. Điều đầu tiên thì khi mà bạn cầm cái này thì bạn thấy xịn sò của nó rồi. Nó giống như một cái thiết bị điện tử cao cấp luôn. Ai cũng có thể mong muốn thiết bị này. Cái thông số này chúng ta đừng có tầm gọi. Mở ra xem nào. Logo Vava đặc trưng luôn. Ông anh nhá. Wow. Còn có đóng hộp hiện đại. Mở hộp ra. Lời cảm ơn. Trong lời cảm ơn thì cũng có một cái thiết bị hỗ trợ DJ này. Đây cũng là cái tổng micro USB để kết nối với cam, một tẩu, một nút chụp hình nhanh, nút chuẩn bị đáng giá trên Vava Dash, một cái giá treo, hay này, có lẽ lần này là một sự chăm chút cực kỳ kinh khủng của Vava. Họ nghiên cứu bất cứ cái gì mà người dùng hay đang mắc hay là họ chưa làm tốt. Đây, yêu cầu bạn là hãy làm sạch cái vị trí mà bạn gắn trước khi mà bạn gắn cái gì trên này vào. Ở phần này thì chúng ta sẽ có một cái cam sau. Cam sau này cực kỳ nhỏ gọn luôn các bạn. Có keo AM bản lề để các bạn có thể điều chỉnh các góc khác nhau, gắn vào có thể mở ra sau. Cam sau này thì theo như thông số nhà sản xuất thì nó vào khoảng 126 độ. Chip Sony Tavis 321. Sự chăm chút thì kỹ càng của Vava. Một nắp đậy. Cổng nguồn điện vào. Và đây còn có một cái cổng nữa. Như tôi thấy đây là một cái cổng Type-C. Có lẽ là cái cổng ra đằng sau. Để nhìn quả thiết kế cái cao su này thôi. Siêu rồi. Okay. Đây là một dây rất dài, rất dày. Chính xác rồi. Cổng tai chi này sẽ kết nối vào cái cam. Cổng tai chi mình các bạn là cái cổng tai chi này sẽ chính là cái cổng kết nối trong tương lai. Nó sẽ không phải là những cái cổng mini USB hay là micro USB nữa. Cổng tai chi này nó đem lại những ưu điểm rất là tốt như về cấp độ cũng như là cái năng truyền tải của nó. Tôi nghĩ là Vava họ định hướng về sau này họ sẽ phát triển một đầu tai chi, một cái cam và một đầu tai chi có thể trực tiếp đến cái cam sau. Bên trong thì vẫn là một cái bộ DJ và giá dít DJ. Ngoài một cái để bạn có thể dán những nút snapshot vào đây cho mình một cái 3M nữa. Tôi thấy nó giống một cái 3M của cái cam sau. Có thể là cho bạn để các bạn dự phòng ạ. Ok, hộp rất là xịn sò. Có lẽ khi lắp cam này bạn không muốn vứt cái hộp đi nữa. Có gì đâu nhỉ? Thông số nó đi. Camera trước của nó là cảm biến Sony IMX 303, camera sau là IMX 323. Bây giờ xin lỗi tôi đã nhầm. Bật ý các bạn là cái cam trước này nó sẽ cho ra chất lượng hình ảnh là 2K nhé. Rất nhiều thiết kế một số khác nhau. Đầu tiên của chúng ta.
Ok, và giờ chúng tôi sẽ lắp thử cái camera này trên vỏ Raptor F150.